một tiết mà mình học với cái bài này là mình sẽ học, ví dụ như bài tuyến giáp thì mình sẽ coi trong đó tuyến giáp mình nó tiết ra những cái hormone gì và cái chức năng của hormone đó là làm cái gì, và cuối cùng là làm thế nào để hormone đó nằm ở trong cái mức ổn định ở trong cơ thể của mình. Đó là cái mục tiết mà mình sẽ học chung như vậy ha. Cấu tạo của tuyến giáp thì mình sẽ nhắc lại một chút xíu, tuyến giáp mình nên nằm ở ngay vùng cổ ha, đây là cái tuyến nội tiết mà mình có thể khám được, mình có sờ được, thì nó nằm ngay cổ. Ở đây là cái sụn giáp, bên dưới sụn giáp mình có cái sụn nhẫn, thì dưới sụn nhẫn chính là cái tuyến giáp của mình. Đây là thùy phải, thì thùy trái, giữa nó có cái thùy eo. Thì đối với một cái người bình thường á, nếu như mà cái kích thước tuyến giáp người đó không có to thì hầu như mình rất là khó khám được trên lâm sàng, bởi vì á ở bên phải với bên trái thì nó tương đối nó lớn, còn cái thùy eo thì thực ra các hình người ta vẽ vậy thôi chứ thực tế nó sẽ nhỏ hơn cái này rất là nhiều. Do đó mình sẽ thấy bên phải bên trái nó sẽ bị che một phần bởi cái cơ ức lồng chụm, cho nên thông thường cái kích thước tuyến giáp nó lớn thì sẽ lớn ở hai cái khu vực này thì mình sẽ khó khám hơn, còn nếu mà nó lớn bắt đầu từ thùy eo thì rất là dễ ha. Và đối với nam thì cái chuyện mà mấy em xác định được cái sụn giáp thì rất là dễ, nhưng mà đối với nữ thì nó sẽ khó hơn. Thì cái phần này thì nữa trường học tới huấn luyện kỹ năng thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao mình khám được cái tuyến giáp của một cái người bình thường ha. Nếu như một cái người đó không có kinh nghiệm khám thì chỉ khi nào tuyến giáp rất là to thì mới phát hiện được mà thôi. Thì trên cái tuyến giáp á, nó các tế bào của tuyến giáp nó sẽ xếp với nhau như thế này, và bên trong nó tạo thành một cái lồng, ở trong nó chứa một cái chất nang gọi là nang giáp. Thì trong cái nang này nó chứa cái chất là thyroglobulin, đây là nơi mà nó dự trữ cái hormone giáp sau khi được tổng hợp á, sẽ nằm ở đây dự trữ. Bản thân cái hormone giáp là hormone mở, tuy nhiên nó có cấu trúc từ amin chứ không phải là từ các cái steroid giống như những cái hormone mà tiết sinh dục. Do đó mình sẽ thấy là nó tan được ở trong mỡ, nhưng mà nó được hình thành và nó tạo ra xong thì nó dự trữ sẵn trong một cái túi chứa như thế này. Thì chứ nó không đâu, còn những cái hormone sinh dục thì nó sẽ không có dạng mà dự trữ sẵn, giống như ngoại trừ như như những cái hormone tan trong nước ha. Thì riêng cái tuyến giáp của mình nó là acid amin nhưng lại tan trong mỡ, cho nên nó được dự trữ ở trong đây. Rồi xung quanh của cái nang giáp á, thì nó sẽ có những cái tế bào, đó là tế bào cận nang, đây là cận nang chứ không phải cận giáp, cái này nó đây là cái tế bào cận nang sẽ nằm ở đây. Tế bào cận nang nằm ở nang giáp, cho nên nó vẫn thuộc tuyến giáp nha. Nếu mà chúng ta học nữa là tế bào cận giáp là nó hoàn toàn nó không thuộc vào tuyến giáp. Đây là một cái quá trình tổng hợp hormone giáp, ở đây các bạn xem đây là tế bào của cái tuyến giáp, ở đây là cực nang, tức là bên nó hướng về trong của cái cực mạch, tức là đây là mạch máu. Thì cái nguồn nguyên liệu để tổng hợp hormone giáp là nó phải từ cái iốt. Iốt khi mà cơ thể mình ăn vào thì nó sẽ nằm ở cái dạng ion iốt, sau đó nó được cái kênh đồng vận chuyển sodium sodium iốt sulfate nó sẽ đưa vào trong cái tế bào của nang tuyến giáp, và sau đó nó sẽ được tạo thành với chất xúc tác là cái peroxidase, để nó sẽ tạo thành một cái iodin, tức là cái Y2 này, và cái Y2 này nó sẽ nằm ở trong đưa đưa vào cái cực nang, tức là nằm ở trong lòng nang này. Sau đó cái Y2 này nó sẽ kết hợp với cái tyrosine nằm ở trong nang tuyến giáp á, và cứ mỗi một cái Y2 mà nó gắn kết với cái tyrosine á, thì mình tạo thành cái phân tử là monoidotyrosine, hay là còn gọi là MIT, với cái chất xúc tác cũng là peroxidase. Còn nếu mà mình có hai cái iốt-2 này mà nó kết hợp với cái tyrosine á, thì nó cho tạo nên một cái chất có tới hai iốt, đó là iodotyrosine. Rồi MIT và DET này thì nó bản chất của nó thì chưa gọi là hormone tuyến giáp ha, tức là đây là những cái thành phần để mà tổng hợp nên hormone giáp mà thôi. Rồi với nếu mà mình có một cái MIT kết hợp với một cái DET, như vậy mình sẽ tạo nên một cái phân tử mà có ba iốt, tức là triiodotyrosine, tức là cái thằng T3, viết tắt của nó là T3 ha. Còn nếu mà mình có hai cái DET nó kết hợp với nhau thì mình tạo nên một cái chất là tetra, tức là có bốn iốt, tetraiodotyrosine hay còn gọi là T4. Thì cái MIT, DET, T3 và T4 này thì nguyên cái hợp chất này sau khi được tổng hợp xong á thì nó sẽ được
bằng cái cơ chế ẩm bào, nó đưa vào trong tế bào của nang tuyến giáp. Thì trong đó chỉ có T3 và T4 là hormone giáp mà thôi, còn lại MIT và DET thì nó chỉ là cái tiền chất để mà tổng hợp nên hormone giáp. Thì khi đi vào trong tế bào thì dưới cái kích thích từ cái tuyến yên đưa vào, thì ví dụ như mình bị lạnh hay là mình bị tụt huyết áp thì vân vân, thì hay là một cái stress gì đó, thì lúc đó cái T3 T4 sẽ được đưa vào trong máu, nó phân tích vào trong máu để nó đưa đến các mục đích. Còn MIT và DET thì nó sẽ được dưới tác động của cái men 5'-deuninase, nó sẽ tách cái iốt ra, nó thành cái dạng ion iốt, và sau đó ion iốt này nó tiếp tục một cái chu trình mới để tổng hợp nên cái hợp nhân hôn giáp mới. Do đó mình thấy thực sự thì cái lượng ion iốt, cái iốt mà mình cần nó không có nhiều lắm, tại vì nó được tái sử dụng như thế này. Và trong suốt cái quá trình mà tổng hợp hôn giáp, từ cái lúc mà bắt iốt cho đến cái quá trình mà tổng hợp từ MIT DT hay DT để tạo nên T3 T4, thì tất cả những cái quá trình này đều phải có chất xúc tác là cái men peroxidase. Rồi khi mà cái hormone giáp nó đi vào trong máu á, thì cái chất này là nó tan được ở trong mỡ, do đó mà nó muốn đi đến mục đích nó phải nằm trên chiếc xe chuyên chở, cái có thể là lobulin đưa đến cái mục đích, và khi đến cái mục đích á, thì T4 nó phải được chuyển thành T3 thì nó mới gây tác động ở trên mục đích được với cái men 5'-deuridinase. Do đó mà mình sẽ thấy cuối cùng thì cái nồng độ hormone giáp và đã gây nên tác dụng cuối cùng thì phải là từ cái T3 ha. Và cái quá trình này, trong suốt quá trình này thì quan trọng nhất là cái men peroxidase này. Cho nên một số người người ta bị một số bệnh lý nó làm cho cái men peroxidase này nó giảm sản xuất, tức là nó không có đủ, hoặc là cái men peroxidase này nó bị bất hoạt, thì mình sẽ có cái bệnh cảnh là người đó bị thiếu hoặc hormone giáp, thì dẫn đến bệnh cảnh lâm sàng người ta hay gọi là suy giáp. Rồi trong cái quá trình tổng hợp hormone giáp này, mình sẽ có hai cái hiện tượng xảy ra, một là cái hiện tượng subpseudo, hai là hiện tượng vượt Jacob. Trong cái hiện tượng subpseudo là người ta nhận thấy khi mà mình cung cấp iốt cho một cái người nào đó, mà thường là những cái người đó trên cái nền tảng là có một cái bú giáp nó nằm sẵn, tức là ngoài tuyến giáp bình thường thì có thêm cái bú đó, hoặc là cái người này tiền sử là có cái bệnh basodo đã điều trị khỏi, hoặc là có basodo nhưng mà dạng tiềm ẩn nó chưa có bùng phát, thì trên những cái đối tượng này khi mà mình cho iốt cung cấp vào thì khi đó cái kênh sodium sulfate này nó sẽ tăng bắt iốt và dẫn tới nó tăng tổng hợp hormone giáp, dẫn đến người đó bị tiết rất là nhiều hormone giáp vào máu, dẫn tới tình trạng là bị cường giáp, thì hiện tượng đó là hiện tượng subpseudo. Hiện tượng thứ hai là hiện tượng vượt Jacob, là trên một số bệnh nhân người ta cung cấp vào trong cơ thể người đó một cái lượng iốt rất là lớn, ví dụ như dung dịch glucon với cái nồng độ rất là đậm đặc ha, và với một cái lượng lớn iốt cung cấp vào như vậy thì cái men peroxidase này tự nhiên nó bị bất hoạt, và cái thời gian bất hoạt của nó là khoảng trung bình là 10 ngày. Thì sau cái thời gian 10 ngày đó thì nó sẽ thoát khỏi cái sự bất hoạt này và nó bắt iốt, nó xúc tác để bắt iốt trở lại như bình thường, và cái quá trình tổng hợp hormone giáp vẫn diễn ra lại bình thường. Thì người ta liền lợi dụng cái hiện tượng giáp vật cho khớp này để điều trị những cái bệnh nhân bị bão giáp á. Bão giáp tức là người đó bị cường giáp rất là nặng, người đó sẽ tăng sản xuất hormone giáp rất là nhiều trong máu. Thì trong những trường hợp mà bệnh nhân bị cường giáp á, thì người ta sẽ điều trị bằng cách là cho cái thuốc uống vào để nó ức chế cái men peroxidase này, để cái men này không có hoạt động, để không bắt được iốt cũng như không tổng hợp được hormone giáp. Đồng thời một số loại thuốc kháng hormone giáp nó còn có tác dụng là ức chế, nó không cho chuyển T4 thành T3 ở mô đích. Như vậy thì cái hormone giáp cũng không gắn được mô đích thì cũng không gây tác dụng. Tuy nhiên những cái thuốc kháng hormone giáp này khi mình uống vào trong người á, thì nó phải có một thời gian khoảng 1 tuần đổ lên thì nó mới ổn định được cái hoạt tính của nó, thì nó bắt đầu phát huy tác dụng đầy đủ. Mà nếu mà bệnh nhân bão giáp mà mình đợi tới 1 tuần thì bệnh nhân sẽ chết. Chính vì vậy á, người ta mới lợi dụng hiệu ứng vật cho cớp này, và người ta sẽ làm cho cái men peroxidase này nó bị bất hoạt, và sau bằng cách là cung cấp một cái lượng iốt lớn vào với cái dung dịch glucon. Thì như vậy thì sau thời gian sau 10 ngày cái tế bào tuyến giáp nó sẽ thoát khỏi cái sự ức chế này, bởi vì men peroxidase bắt đầu hoạt động trở lại rồi. Thì như vậy mình không có sợ là nó sẽ tăng bắt iốt, bởi vì lúc này cái thuốc mà kháng giáp mà mình đã cho uống từ ngay từ đầu á, nó đã phát huy tác dụng đầy đủ rồi. Như vậy mình sẽ giúp điều trị được những cái bệnh nhân rơi vào trường hợp bão giáp ha.
Do đó mình học hay đọc hai cái cơ chế để mình hiểu rõ là tại sao người ta có hiện tượng là trước đó bình thường thì sau cung cấp BO thì lại gây ra hiện tượng sốc và pseudo, thì có người thì lại ra hiệu ứng vượt trợ cấp và ứng dụng cái hiệu ứng đó trong một số tình trạng bệnh lý. Để như mình không có bị thắc mắc là tại sao những cái bệnh nhân bị bão giáp mà mình lại cung cấp nhiều BO mà mình không sợ họ bị rơi vào bão giáp nặng hơn ha. Đó là giờ rồi hiệu ứng vượt trợ cấp. Cái hormone giáp á, nó là từ các axit amin, tuy nhiên nó lại tan được trong mỡ, và khi mà nó nằm ở trong cái tế bào á, thì nó nằm ở trong cái nang nó dự trữ ở đó, và thường cái lượng hormone giáp nó cũng sẽ đủ cho cơ thể dùng trong 2-3 tháng. Cho nên mình sẽ thấy một số người, ví dụ như mình nói sống ở vùng biển thì iốt rất là nhiều, cho nên hầu như là người ta không có bị bệnh lý iốt, nhưng mà những người đó ta đi đến vùng cao thì trong khoảng 1-2 tháng thì mình thấy bệnh lý suy của tuyến giáp nó cũng không xảy ra, bởi vì cái dự trữ nó vẫn đủ cho cơ thể sử dụng. Và những cái hormone giáp khi ở trong máu của mình thì đa phần nó nằm ở cái dạng kết hợp, tại nó tan trong mỡ cho nên nó ở trong máu là dạng kết hợp thôi, chỉ có một phần nhỏ là nó nằm ở cái dạng tự do. Thì trong đó sẽ có cái dạng là T3 và T4, thì trong đó thì cái T4 nó chiếm phần lớn hơn khoảng 93%, tức là hơn 90%, còn lại chỉ có một phần nhỏ là trong đó là T3. Tuy nhiên á, cái áp lực của cái T3 đối với cái protein mà vận chuyển của nó thì nó rất là thấp, do đó nó rất dễ dàng phóng thích vào trong máu, và cái thời gian bán quỷ của nó cũng tương đối là ngắn thôi. Trong khi cái T4 cái thời gian bán quỷ của nó rất là dài, nó lên thể lên đến 6-7 ngày luôn. Cho nên trên điều kiện thông thường khi người ta đo các hormone giáp vậy thì thông thường người ta chỉ cần đo cái T4 mà người ta không có đo cái T3. Tại vì T4 này nó cũng phản ánh đủ cái nồng độ hormone giáp trong máu của người đó rồi. Và một cái điều lưu ý nữa, mấy em sẽ thấy á, cái hormone giáp tăng trong mỡ, cho nên khi mà mình đo cái nồng độ hormone nào đó là mình muốn biết cái thằng mà có hoạt tính, mà khi nó nằm ở cái dạng kết hợp thì nó không, hầu như không có hoạt tính, cho nên người ta chỉ đo nó nằm ở dạng tự do mà thôi. Cho nên muốn đo nó thì phải sử dụng kỹ thuật ELISA hoặc là RIA để khuếch đại cái hormone đó lên. Cho nên thì trong trường hợp bình thường á, thì mấy em sẽ thấy khi mà mình đã từng đi làm xét nghiệm tuyến giáp thì mấy em sẽ thấy là người ta ghi trong cái phiếu xét nghiệm là người ta đo FT3, FT4, tức là T3 tự do, T4 tự do, chứ không bao giờ mình sẽ thấy người ta đo cái T3 hoặc T4 toàn phần cả. Toàn phần là nó bao gồm cả tự do và cả cái thằng gắn kết luôn, nhưng mà cái thằng gắn kết thì nó sẽ không phản ánh được cái hoạt tính của cái hormone đó ha. Rồi mình sẽ đi đến một cái phần chính trong đây, tức là cái tác dụng của hormone tuyến giáp. Thì hormone tuyến giáp mà nó sẽ đóng vai trò tác động rất là nhiều trên cái sự phát triển của cơ thể, tham gia vào quá trình trao đổi chất, đặc biệt là trong cái hoạt động của hệ thống tim mạch, tiêu hóa và vân vân. Thì đầu tiên là mình nói về cái chuyển hóa, thì hormone tuyến giáp nó sẽ làm cho tăng chuyển hóa cơ bản bằng cách nó tăng số lượng thi thể và nó tăng hoạt động, tăng tiêu thụ oxy, tăng hoạt hóa các cái kênh mà để cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động, ví dụ như kênh natri kali ATPase, ATPase. Do đó mình sẽ thấy cái người đó chuyển hóa sẽ tăng lên. Cho nên một cái người mà bị cường giáp, mình làm quen hai khái niệm ha, cường hay còn gọi là ưu chức năng, tức là mình nói cái chức năng đó nó hoạt động nhiều hơn so với bình thường. Ngược lại là mình có suy hay là nhược, tức là mình nói cái cơ quan đó nó giảm hoạt động so với bình thường. Thì trên những cái người bị cường giáp thì nó sẽ tăng chuyển hóa này. Mình thấy tại sao những cái bệnh nhân bị cường giáp thì người ta bị nóng, nhiệt thân nhiệt của người ta bị tăng lên, lúc nào cũng bị tăng tiết mồ hôi so với cái người bình thường, họ bị tăng thân nhiệt cả khi họ nghỉ ngơi. Rồi thứ hai là tác dụng ở trên chuyển hóa các chất, thì trong đó chuyển hóa đường thì người ta sẽ thấy hormone tuyến giáp thì nó sẽ làm cho tăng hấp thu cái lượng gluco ở tại ruột, như vậy sẽ làm cho cái tăng hấp thu gluco tại ruột thì cũng làm tăng cái đường huyết. Rồi tác động ở tại gan thì thay vì gan gluco thừa, nó sẽ chuyển thành cái dạng dự trữ là glycogen, thì lúc này hormone giáp nó sẽ xúc tác để biến đổi glycogen thành ra các gluco để cung cấp năng lượng cho cơ thể, và nó sẽ chuyển các cái axit béo thừa ra cái gluco để cung cấp, làm cho tăng cái lòng lọc đường trong máu lên. Rồi thứ hai là mình nói đến lipid, thì hormone giáp á, thì nó sẽ chuyển các triglyceride nằm ở cái dạng dự trữ á, tức là mô mỡ dự trữ này, nó sẽ chuyển thành glycerol và axit béo, và nó lấy cái axit béo đốt làm năng lượng cho cơ thể. Đây là một cái hormone nó tác dụng trên đường, trên mỡ là mình sẽ thấy nó có tác dụng dị hóa ha. Rồi còn trên ở mô protein thì sao?
thì nó sẽ làm cho tăng chuyển các axit amin thành cái dạng dự trữ của nó là các protein, làm cho cái khối cơ người đó dậy lên. Cho nên mình sẽ thấy cái giai đoạn, đặc biệt là cái giai đoạn dậy thì á, mình sẽ thấy cái khối cơ của một đứa trẻ nó sẽ phát triển ra rất là nhanh. Tuy nhiên mình cũng sẽ thấy không phải lúc nào cái protein này nó cũng tăng tạo lên bởi cái sự xúc tác hormone giác cả. Bởi vì trên những cái trường hợp đây là cái mức độ mà mình cung cấp nồng độ hormone giác sinh lý thôi, nhưng nếu mà mình cung cấp quá nhiều hormone giác thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng ngược lại, là nó sẽ dị quá, nó biến đổi các protein này thành ra các axit amin và nó đốt các axit amin này làm năng lượng cho cơ thể. Cho nên trong trường hợp bệnh nhân cường giác thì ngược lại là bệnh nhân sẽ bị cái tình trạng là teo cơ. Rồi trên cái điều hòa phân bố dịch thì cái này nó cũng sẽ góp phần điều hòa phân bố dịch, cho nên một số trường hợp bệnh nhân bị suy tuyến giáp á, thì mình sẽ thấy người ta bị phù và nó sẽ làm tăng nhu cầu tiêu thụ vitamin. Thì bởi vì cái hormone giáp này nó sẽ làm cho tăng xúc tác để mà tăng chuyển hóa, mà muốn tăng chuyển hóa các chất thì quá trình đó xảy ra phải có các enzyme xúc tác, mà enzyme xúc tác là tiền đề của các cái vitamin này, cho nên mình sẽ thấy là bệnh nhân sẽ tăng nhu cầu tiêu thụ vitamin. Một cái tác dụng nữa là trên tim mạch thì nó sẽ tác động lên cả thụ thể alpha và beta, đặc biệt là thụ thể beta 1, thì mình sẽ thấy là nó làm tăng nhịp tim và tăng sức co bóp cơ tim, do đó nó sẽ làm tăng cái huyết áp tâm thu mà nó sẽ không có ảnh hưởng tới huyết áp tâm trương. Cho nên mình sẽ thấy những cái bệnh nhân mà bị cường giáp thì người ta than hồi hộp đến chóng ngực, huyết áp người ta có thể bị cao, và cái hồi hộp đến chóng ngực nó sẽ ra cả khi người ta nghỉ ngơi luôn. Ngược lại nếu mà người ta bị suy giáp thì nhịp tim người ta sẽ chậm, huyết áp người ta sẽ thấp ha. Và trên tiêu hóa thì mình sẽ thấy là người ta có cái tình trạng là tăng cái nhu động ruột á, cho nên thường người ta sẽ bị tiêu lỏng. Và những cái người bị cường giáp, trên những người bị cường giáp hoặc là người ta sẽ có cái cảm giác là thèm ăn, ăn rất là nhiều. Trên hô hấp thì cũng sẽ làm tăng tần số hô hấp để nó tăng cái thải CO2 ra. Trên cái thần kinh cơ thì mình sẽ thấy hormone giáp rất là quan trọng trong sự phát triển hệ thần kinh. Nếu một cái đứa trẻ mà sinh ra mà nó bị thiếu hormone giáp thì đứa trẻ đó nó sẽ bị đần độn. Cho nên hồi xưa mấy em hay nói với bạn mình á, không thay vì mấy em nói mày ngu quá thì mình không nói vậy, mình nói mày thiếu iốt, tức là iốt là cái nguyên liệu tổng hợp hormone giáp. Mày thiếu iốt tức là mày thiếu hormone giáp, tức là mày bị khờ, không có cơ thần kinh nó sẽ không phát triển được bình thường. Còn nếu một người khi đã qua cái tuổi mà sự phát triển não bộ phát triển đầy đủ rồi, ví dụ như tuổi trưởng thành rồi mà bây giờ người ta bị lý do gì đó, ví dụ người ta bị ung thư tuyến giáp, phải cắt toàn bộ tuyến giáp, người ta phải thiếu hormone giáp á, thì lúc đó người ta cũng bị suy giáp, thì nó không phải biểu hiện đần độn mà là con người nó sẽ bị không có tập trung được hay quên ha. Rồi nếu mà nặng thì có thể dẫn tới tình trạng hôn mê do suy giáp vân vân. Còn như vậy nếu mà cường giáp như vậy thì người đó có thông minh hơn hay không? Cường giáp thì cũng không thông minh hơn ha. Nếu mà quá nhiều hormone giáp thì sẽ bị cái tình trạng là người đó sẽ tăng kích thích, tăng hưng phấn, và người đó cũng sẽ bị rất là mất tập trung. Khi mà người ta tới khám với mình lần đầu tiên thì mình sẽ thấy những cái người cường giáp có chung một cái đặc điểm là nói rất là nhiều, nói gì mình nói gì họ cứ giành nói, mình nói cái là biết rồi, nhưng mà khi họ đi làm cái gì đó họ quay vô họ nói lại hồi nãy dặn cái gì quên rồi, cho nên nhiều cũng không được đó ha. Và trên cái synapse thần kinh thì nó sẽ làm tăng dẫn truyền cái synapse thần kinh, do đó mà người ta sẽ làm cho tăng trương lực cơ. Và những cái bệnh nhân bị cường giáp thì nó sẽ làm cho người ta có cái tình trạng rung, đặc biệt là nó làm cái điểm điểm rung của họ thì không giống như người Parkinson, rung cái biên độ rất là nhỏ và tần số thì rất là cao. Mai mốt mấy em học tới cái bài thực hành về nhịp thất trung lạc glucose, mỗi người sẽ tự lấy cái đường máu mô mạch của mình, thì lúc đó mấy em sẽ thấy cái hình ảnh một cái người mà rung do cường giáp nó như thế nào, thì lúc đó cô sẽ chỉ cho các bạn thấy ha. Vì trên sinh dục thì nó sẽ cũng góp phần làm cho cái cơ quan sinh dục của người đó phát triển được bình thường. Cho nên mình sẽ thấy khi mà học thì từng tuyến á, người ta chia ra tác dụng của từng tuyến, thì mình nói ví dụ như hormone sinh dục thì tác động được sinh ra từ cơ quan sinh dục. Tuyến giáp thì mình chủ yếu thì mình nói thì không có nói về nhiều tuyến sinh dục, nhưng mà thực tế những cái hormone trong cơ thể mình nó sẽ phối hợp hoạt động với nhau, không có thằng nào mà nó có thể hoạt động độc lập riêng mà giúp cho cơ thể mình phát triển được bình thường hết. Ví dụ như cô nói từ tuyến yên nó tiết ra được cái FSH và LH để kích thích cái buồng trứng hay là cái tinh hoàn ở nam tiết ra cái hormone sinh dục, nhưng nếu mà cái cơ quan sinh dục đó nó không phát triển được, cái hình thể bên ngoài nó không phát triển, nó không lớn lên được, thì có kích thích từ hormone đó thì nó cũng không thể nào mà tiết được cái hormone sinh dục hết. Do đó
khi học người ta chia ra, nhưng mà mấy em nên nhớ cơ thể mình là một thể thống nhất và các hormone ở từng cơ quan nó sẽ phối hợp với nhau để cho cơ thể mình phát triển hoạt động được bình thường ha. Và các hệ nội tiết khác thì đa phần nó sẽ làm cho kích thích để làm tăng hoạt động của các hệ nội tiết khác. À, và mình sẽ thấy á, cái hormone giáp nó tăng làm việc á, quá trình mà tuyến giáp nó tăng làm việc để nó tăng sản xuất hormone tuyến giáp thì nó cũng làm cho tuyến giáp của người đó kích thước nó sẽ tăng hơn so với bình thường. Cho nên trong một số trường hợp các em sẽ thấy là một số người có cha mẹ có con cái mà tới cái tuổi mà nó tuổi dậy thì khoảng 13, 14 tuổi á, thường cái cha mẹ hay dắt nó vô xin khám với bác sĩ để xin cho nó không có học thể dục, hoặc là thấy cái cổ nó, tại vì một số đứa thường nó phát triển bị cường giáp ở giai đoạn đó, hoặc một số đứa thì thấy cái cổ của nó hơi no no lên, nhưng mà thật sự là nó tại vì giai đoạn nó phát triển cơ thể nó rất là nhanh cho nên là thấy kích thước của tuyến giáp nó hơi to hơn so với bình thường, đặc biệt là với những cái đứa trẻ mà cái thân hình nó tương đối ốm á. Nhưng mà thực tế khi đo nồng độ hormone tuyến giáp thì nó vẫn nằm ở trong cái giới hạn bình thường thôi, tại vì giai đoạn đó cơ thể nó phát triển nhanh thì mình thấy như vậy. Quá trình điều hòa hormone tuyến giáp nó sẽ ra như thế nào? Thì khi mà cơ thể mình là bị lạnh ha, hoặc là bị stress gì đó thì cái vùng dưới đồi nó sẽ tiếp nhận cái tín hiệu này và nó sẽ kích thích. À, xin lỗi. Khi mà cơ thể bị lạnh hoặc là bị stress ha, thì vùng dưới đồi sẽ nhận cái tín hiệu này và nó sẽ tiết ra cái hormone là TRH. Cái thằng TRH này nó sẽ truyền cái tín hiệu xuống tuyến yên trước và yêu cầu tuyến yên trước sản sinh ra hormone tê giác. Tê giác này nó sẽ đi đến tuyến giáp của mình để kích thích tuyến giáp sản sinh ra hormone là hormone T3 và T4. Khi mà T3 T4 tạo ra thì nó sẽ đưa vào trong máu và đi đến cái mục đích. Mục đích của hormone tuyến giáp thì cũng giống như tuyến yên vậy, đó là toàn bộ các tế bào trong cơ thể mình luôn, để nó tế bào trong cơ thể mình tăng chuyển hóa lên để tăng sinh nhiệt để nó chống lại cái tình trạng lạnh, tăng dị hóa đường để mà đưa cái đường axit béo làm cái nguồn nguyên liệu năng lượng để cung cấp cho cơ thể chống lại cái tình trạng stress. Và khi cái nồng độ hormone tuyến giáp nó đã đủ rồi thì cái hormone tuyến giáp này nó sẽ lên, nó gửi tín hiệu lên vùng dưới đồi, nó kích thích lên vùng tuyến yên trước để báo với vùng dưới đồi là có rất là nhiều hormone giáp là như đó đã đủ dùng rồi. Nếu mà tiếp tục tăng lên nữa thì sẽ bị tiết quá nhiều hormone giáp thì cơ thể sẽ bị nóng, bị sốt vân vân. Thì lúc này vùng dưới đồi sẽ ức chế không tạo ra TRH nữa. Và nếu mà không có TRH thì sẽ không có tín hiệu để biểu tuyến yên tạo ra tê giác, như vậy thì tê giác sẽ không có kích thích được tuyến giáp, thì tuyến giáp sẽ giảm sản xuất hormone giáp và nồng độ hormone giáp vẫn giữ ở mức ổn định. Và hormone giáp này nó không phải nó mét trực tiếp lên vùng dưới đồi không ha, mà nó mét lên cả tuyến yên trước luôn để tuyến yên trước không tiết tê giác nữa. Do vậy mà nồng độ hormone tuyến giáp trong cơ thể luôn giữ ở mức hàm định. Đó là cái cơ chế điều hòa feedback âm tính. Và nhờ cái cơ chế này mà mình có thể biện luận được một cái bệnh lý khi mà người ta vào viện với mình. Mình đi qua một cái ví dụ ha. Cô có một cái trường hợp bệnh nhân này, nam 18 tuổi, có biểu hiện là tim nhanh, bú giáp to, bệnh nhân thì bị sợ nóng. Và xét nghiệm thì mình sẽ thấy FT4 tăng và tê giác của bệnh nhân tăng. Thì cái trường hợp này là bệnh nhân bị bệnh lý ở tại đâu? Ở tại tuyến giáp hay tại tuyến yên? Tại sao nó lại là tuyến giáp và tại sao nó lại là tuyến yên? Thì lớp mình sẽ cho ý kiến ha. Cô cho mấy em một phút để mà trình bày cái đáp án ở trên cái khung chat, hoặc là bạn nào mở mic thì trả lời cho cô. Cô em nghĩ câu A đó cô. Cho cô hỏi bạn tên gì á? Thì em tên Lập thôi. À, tại sao đáp án là A vậy Lập? Dạ, theo như dự kiện cho thấy thì em nghĩ đó là nguyên nhân có thể là cái này là bệnh nhân này bị cường giáp, nhưng mà cái nguyên nhân trước đó là có thể là do mà cái nguyên nhân từ tiếng yên nó cái cơ chế feedback âm nó không có được thực hiện đó cô. Nếu mà cái viết không được thực hiện ở tại tiếng yên thì là tiếng yên bị bệnh chứ sao lại mình chọn đáp án là A? Em nghĩ đây là bệnh cường giáp nhưng mà nguyên nhân là từ tiếng yên. Từ tiếng yên vậy là đáp án B. Dạ. Cuối cùng lại là B. Dạ, bệnh lý từ tiếng yên cô. Cũng chưa được rõ lắm ha. Một số bạn A, số bạn B. Giờ bạn Lập thì chọn đáp án là B. Rồi bạn nào chọn đáp án A, một cái giải thích nha.
Cô mời Thúy Hạnh. Dạ em theo em nghĩ là đáp án B, tại vì em nghĩ là đáp án B là tiếng Yên, tại vì theo cái tiếng Giáp á, thì cái xét nghiệm máu á, thì cái nồng độ của TSH T3 T4 tăng, còn cho nên em loại trừ không phải là tiếng Giáp mà là tiếng Yên hết cô. Cũng chưa có được rõ ràng á. Khi mà mình giải thích cái này là mình sẽ dựa vào cái cơ chế feedback âm á nha, dựa vào cơ chế feedback âm. Giờ phân tích từ từ nha. À, bây giờ người ta nói cái bệnh nhân này có tim nhanh, có bú giáp to, thì cái khúc này mình hiểu ha, với sợ nóng, tức là người này tăng sinh nhiệt nè, cho nên lúc nào cơ thể cũng bị nóng á, cho nên người ta rất là sợ nóng. Thì ngược lại cái người mà suy giáp thì người ta sẽ bị giảm thân nhiệt, cho nên người ta rất là sợ lạnh, được ha. Cho nên đây là biểu hiện của một cái người mình nghi ngờ là người đó có cường giáp, tức là lúc này mình đo cái FT4 tăng, vậy là nó phù hợp ha. Nhưng mà bây giờ nó tăng này, người cường giáp là do đâu? Do tại cái tuyến giáp người đó nó tăng sản xuất hormone giáp, hay là tại cái thằng chỉ huy, tức là thằng tuyến yên, nó biểu cái thằng này tăng sản xuất hormone giáp? Mình sẽ dựa vào cái TSH. Giờ dịch TSH tăng thì bắt đầu mình biện luận như thế nào để cho nó rõ ràng hơn một tí á. Cũng AB nó cũng xem với nhau chứ không có A nhiều hay B nhiều hết trơn á. Cô mời một bạn nào khác. Học online nó là một cái hạn chế, thứ nhất là cô sẽ không quan sát được các bạn nắm được vấn đề hay không, và báo cho các bạn biết là cái khả năng mình thi online rất cao, mai mốt mà vô học tập trung cũng cũng có khả năng thi online, tại vì cái số lượng sinh viên của đối với cái khóa mình nó rất là đông, hiện tại các bạn có tới 10 lớp lận, cho nên á để tổ chức mà thi á thì cũng sẽ rất là khó, cho nên khả năng mình thi online nó cũng sẽ rất là cao. Và khi thi online như vậy thì cái đề á nó sẽ rất là khác so với hồi trước giờ các bạn thi, và đề hầu như nay sẽ đổi toàn bộ, cho nên nếu mà các bạn học theo cái kiểu đánh đề á, là thi là chết đó nha. Đầu tiên nó có một cái là học á, thì thấm hiểu, chứ mà kiểu mà học thuộc lòng á là dễ bị chết lắm á, cho nên các bạn phải phản ứng lại. Ví dụ cô nói về có cái hồi đáp để cô biết là các bạn mức độ tới đâu, để coi với bạn chơi chơi vững chỗ nào mà trao đổi, mà để mình nói đạt được người tục vật đó. Đầu tiên là mình thi cử, nhưng mà thật ra cái này nó rất là quan trọng, nó sẽ dính với mình cả đời luôn, mai mốt mình còn làm nghề. Em phải tới ra trường là mình không, mình làm ngoại mình đụng tới nội là không có đâu ha. Những cái bệnh này mình sẽ thất thường gặp, bệnh lý tuyến giáp nè, bệnh lý nội tiết ví dụ như đái tháo đường nè, bệnh lý tuyến thượng thận nè, đó là ba cái mặt bệnh mà mình sẽ hay gặp nhất về bệnh nội tiết ở trên lâm sàng. Thì mấy em sẽ thấy cái bệnh này mình gặp rất thường xuyên, và mình khi mình có một cái kết quả lâm sàng thì cái diễn giải của mình nó rất là quan trọng. Quay lại cái chỗ này giải thích cho cô nữa nha. Sao là bị tiếng yên? Dạ thưa cô, là thứ nhất là tại vì nếu như cường giáp mà tại tuyến yên á thì chúng ta sẽ có dữ liệu là FT4 tăng và TH tăng. Còn nếu như cường giáp mà tại tuyến giáp á thì FT4 sẽ tăng nhưng mà TSH nó có thể giảm hoặc bình thường, là do có sự điều hòa ngược cái cơ chế feedback các cô. Cho nên là kết luận ở đây là cường giáp tại tuyến yên. Nếu mà TSH bình thường thì lại là tuyến giáp hả bạn? Dạ, TSH giảm hoặc bình thường đó cô. Nếu Tại mà vì thì hoặc tức là có cái trường hợp nếu TSH bình thường thì bệnh lý tại tuyến giáp à? Nếu dạ thưa cô, là như tại vì cô lúc người cái nhưng tơi mà bố mình nó tăng của cô. không không bây giờ mà cũng tại vì bạn nói một cái vế là TSH tăng thì cô không không bàn cãi nữa ha. Bây giờ Dạ. bạn là nếu mà TSH nó bình thường hoặc nó giảm thì là bệnh lý tại tuyến giáp, như Dạ, mình nói cái vế giảm đi mà là TSH bình thường thì bệnh lý cũng lại là của tuyến giáp hả bạn? dạ. Tại sao nếu là bình thường thì lại là bệnh lý của tuyến giáp vậy? Dạ, thưa cô, là tại vì lúc này cái cơ chế feedback nó vẫn hoạt động, cho nên cái TSH nó bình thường của cô. Tại vì lúc này tuyến yên nó vẫn hoạt động bình thường, mà nó chỉ gặp vấn đề ở tuyến giáp thôi. Rồi Cô để à, cho em giải thích này cơ. rồi cơ mà đại khác Đối với trong cái trường hợp này là bệnh nhân cường giáp thì FT4 nó tăng,
khi ft4 nó tăng thì sẽ báo lên vùng dưới đồi và tiếng yên nó hai cái vùng này nó sẽ ức chế cái tsh giảm xuống để kích thích lên cái tuyến giáp không sản sinh ra hóc môn tuyến giáp nữa. Trong trường hợp này thì tsh nó dẫn tăng chứng tỏ là cái vùng tiếng yên nó bị bất thường. Rồi thí dụ tsh giảm hoặc bình thường, tsh bình thường tsh giảm thì tuyến giáp nó tăng. Tuyến giáp tăng thì bệnh lý tại tuyến giáp thì mình không nói cái là bình thường. Bình thường giống như hồi nãy có một bạn mới nói là nếu mà tsh bình thường thì cũng là bệnh lý tại tuyến giáp, thì bạn có đồng ý ý kiến đó không? À, nếu như tsh nó bình thường thì bệnh lý tại tại tsh tuyến yên. Rồi, cô cảm ơn bạn ha. Ở đây mình bị mình không cần quan tâm là người ta đặt cái câu hỏi gì, tại vì cái chuyện mà tsh tăng, tsh và ft4 mình sẽ có rất là nhiều dữ kiện, ví dụ như tsh tăng ft4 giảm, tsh tăng ft4 tăng, tsh bình thường ft4 tăng, hoặc là tsh tăng và ft4 bình thường vân vân, nó sẽ có nhiều tình huống như vậy. Thì bây giờ mình chỉ cần quan tâm thì cái nguyên tắc của cái feedback này là như thế nào. Cái nguyên tắc này là tức là ở cái người bình thường nhé, khi mà T3 và T4 này nó giảm thấp thì TSH nó phải tăng, và ngược lại khi mà T3, T4 này tăng thì TSH nó sẽ phải giảm. Đó là cái cơ chế feedback âm tính bình thường ở một cái người bình thường. Cho nên cái thằng nào theo cái nguyên tắc đó, cái thằng nào mà không tuân theo nguyên tắc đó thì bệnh lý nó sẽ ra tại đó. Còn bệnh lý đó là cái gì nó gây nên vậy thì mình phải dựa vào những cận lâm sàng khác. Bây giờ quay lại cái ví dụ của mình, bệnh nhân của mình có ft4 tăng nhưng mà tsh đáng lẽ theo cái feedback bình thường thì nó phải giảm, mà bây giờ nó tăng thì tức là cái nơi mà tiết ra tsh này bị bất thường, tức là mình nói tại tuyến yên nó bất thường. Còn nó bất thường là cái gì thì mình phải nhờ cận lâm sàng khác để mình khảo sát coi tuyến yên này nó bị cái gì nha. Còn tình huống thứ hai là ft4 nó tăng nhưng mà tsh nó lại bình thường thì cũng là bất thường tại cái tsh này. Tại vì nếu mà T4 nó tăng thì bắt buộc tsh mày phải giảm, mà bây giờ mày không giảm mà mày lại bình thường thì chứng tỏ cái nơi mà tiết ra tsh này là bất thường luôn, cho nên bệnh lý cũng là tại tuyến yên. Và cô sẽ ví dụ tại sao nó có cái tình huống đó ha. Bây giờ các bạn tưởng tượng nguyên cái tuyến yên này, đây là tuyến yên trước, đây là tuyến yên sau ha, nhưng mà mình tưởng tượng nguyên cái phần này là tuyến yên trước đi, tại vì không có vẽ lên cái file mà đang chiếu được. Thì mình tưởng tượng đây là cái nguyên cái tuyến yên trước, thì đây là một cái tuyến yên bệnh lý, đây là một cái tuyến yên trước bình thường, tức là nó tuyến yên trước này nó có một cái cục này là cái khối u, và cái u này là nó tăng tiết tsh nha. Cái u này có nhiệm vụ là tăng tiết tsh, mà bản thân nó là u là bệnh lý thì nó sẽ không nghe lời ai hết, cho nên nó sẽ không bao giờ đi theo cơ chế feedback âm tính dương tính gì cả. Nhiệm vụ của nó là cứ tiết tsh mà thôi, bất kể là thằng nào biểu nó làm hay không, tức là vùng dưới đồi không kêu nó vẫn tự tiết được tsh nhé. Thì cái tsh này nó sẽ đi xuống tuyến giáp, nó biểu tuyến giáp này tăng tạo ra hóc môn T3 và T4, và khi T3 T4 nhiều thì T3 T4 nó sẽ đi lên vùng dưới đồi, nó mét lên tuyến yên, nó nói với dưới đồi là có rất là nhiều T3 T4 rồi, nhưng mà vùng dưới đồi nó đâu có gửi tín hiệu xuống tsh nữa, thì đâu gửi tín hiệu xuống tuyến yên trước nữa. Nhưng mà cái phần mà bệnh lý á, là nó là u mà, cho nên nó đâu có nghe ai, cho nên nó vẫn hoạt động bình thường. Còn cái tín hiệu từ vùng dưới đồi nó không có được gửi xuống cái vùng tuyến yên trước mà bình thường á, thì tuyến yên trước bình thường cũng thấy là thứ nhất là không có tín hiệu biểu nó tăng tiết tsh, cái thứ hai là nó thấy cái thằng T3 T4 nhiều cho nên bản thân nó cũng không tiết tsh nữa. Nhưng mà do cái thằng u này nè nó vẫn cứ tiết, nhưng mà cái phần này nó lớn quá, nó lấn át luôn cái thằng mà giảm tiết này, cho nên mình sẽ thấy nồng độ tsh nó tăng được ha. Rồi tình huống thứ hai là tsh của mình bình thường, nếu như cái khối u này nó nhỏ, nó tiết ra tsh với cái mức độ ít thôi, ở bên đây thì giảm tiết, ở bên đây thì tăng tiết, thì đôi khi mấy em sẽ cho ra cái kết quả tsh nó bình thường, hoặc là cái u tuyến yên này là một cái thằng u mà nó không có tiết nha. U này là u không có tiết, nó chèn ép vô cái thằng tuyến yên mà tiết được tsh á,
thì nó cũng sẽ làm cho cái trường hợp mà ST4 thì mấy em đo mà giảm á, thì đáng lẽ TSH này nó phải tăng, nhưng mà cái thằng bình thường nó tăng tiết, nhưng mà thằng bên đây nó không tiết thì bên cũng là giảm, bên tăng, thì mấy em cũng cho ra kết quả là TSH này nó bình thường. Cho nên mình không cần quan tâm người ta hỏi cái gì, mình chỉ cần nắm nguyên tắc cho cô ha. Theo feedback âm là đáng lẽ theo cái chiều, feedback là cái mình nói rồi, nó là phản hồi, âm tính tức là nó ngược chiều lại, cái chiều này là cái chiều mà tăng tổng hợp nè. Nếu mà nó báo ngược lên trên mà tăng nữa thì là feedback dương, còn đây đa phần mình là feedback âm hết, mình chỉ có một cái feedback dương trong cái giai đoạn mà chu kỳ kinh nguyệt ở nữ thôi. Cho nên mình sẽ theo cái cơ chế này, mấy em chỉ cần nhớ T3, T4 mà giảm thì TSH nó phải tăng, ngược lại mà T3, T4 tăng thì TSH nó sẽ phản hồi là nó giảm tiếp để nó feedback ngược lại. Cho nên mình chỉ cần theo cái trục đó, cái thằng nào mà cách không đi theo cái nguyên tắc mà mình phân tích thì cái bệnh lý sẽ ra tại nó, chứ mình không có phân tích ngược ha. Hồi nãy lập chứ lại lập nói không có được rõ, còn một bạn nữa thì phân tích nó bị ngược lại rồi. Có cái Diễm thì phân tích đúng ha, cô lặp lại để cho mình dễ nắm thôi ha. Ngày cuối cùng bệnh lý nếu mà TSH nó bất thường không theo cái trục đó thì cái thằng mà tiết ra TSH là bệnh lý, cho nên mình quay lại cuối cùng nó là tuyến yên. Thì cái tình huống này như vậy thì ngược lại bệnh nhân suy giáp á, thì nó cũng tương tự ha. Ví dụ như mình sẽ thấy đo ST4 nó giảm nhưng mà TSH nó giảm luôn, thì chứng tỏ là tuyến yên, tại vì ST4 giảm thì TSH mày phải tăng. Nhưng mà bây giờ TSH mày không tăng mà mày còn giảm nữa thì bệnh lý tại mày, hoặc là ST4 thì mình thấy nó giảm nhưng mà TSH nó lại bình thường thì cũng là bệnh lý tại tuyến yên luôn. Tại vì đáng lẽ tuyến yên lúc này phải tăng tiết TSH mà lại tuyến yên lại tiết TSH như bình thường, chứng tỏ là bệnh lý sẽ ra tại nó. Còn mình muốn biết tại sao là tại nó thì mình phải cho những cận lâm sàng khác. Ví dụ như lúc này mình sẽ cho CT hoặc là cái MRI của tuyến yên để mình coi cái khối u tuyến yên có hay không, và chính cái u này nó làm cho bệnh nhân tăng tiết hoặc giảm tiết vân vân, mình sẽ giải đáp được. Còn chính từ cái điều này thì mấy em sẽ thấy á, cái quan trọng á, khi mà mình đánh giá bệnh lý của hệ nội tiết á, thì mình sẽ đánh giá về mặt chức năng, chứ mấy em đừng đánh giá về mặt hình thể nha. Nếu mà chỉ đánh giá về mặt hình thể xong không, mình sẽ điều trị một cái sai lầm. Ví dụ như trong tình huống bệnh nhân này, bệnh nhân này là mình có một cái bướu giáp nó to, nếu mà em không đánh giá xét nghiệm, em không cần đo ST4, không cần đo TSH gì hết, em thấy à bướu giáp này to, mấy em cho đi bệnh nhân đi cắt phần nửa tuyến giáp, còn lại phần nửa tuyến giáp. Nhưng cái bệnh lý thực sự là từ tuyến yên. Tuyến yên này nó tiếp tục tạo ra TSH nhiều hơn, và khi mà mình cắt tuyến giáp đi một phần thì tuyến yên này nó càng tiết TSH nhiều hơn để kích thích tuyến giáp này tạo ra nhiều mụn giáp, nhiều mụn giáp hơn nữa, thì cái bướu giáp sau đó nó lại tiếp tục nó lớn nữa, thì cái điều trị của mình không có dứt điểm nha. Cho nên nếu mà chỉ đánh giá về mặt hình thể không thì mình sẽ đi đến cái sai lầm. Hoặc là một số người lại cẩn thận hơn nữa, đánh giá hình thể thì ngoài cái chuyện mà siêu âm tuyến giáp thì họ cho luôn chụp cái MRI tuyến yên, chụp cái MRI tuyến yên để coi bệnh lý ở đâu. Nhưng mà lúc đó thấy tuyến yên nó cũng bự, thấy tuyến giáp nó cũng bự, vậy biết bệnh lý thằng nào? Không lẽ cắt tuyến yên một phần, cắt tuyến giáp một phần. Em lưu ý có những cái thằng nó to nhưng mà không có nghĩa là nó khỏe. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân mà sống ở cái nơi mà thiếu iốt, không được cung cấp iốt thì sao? Thì cái lượng iốt là nguồn nguyên liệu tổng hợp nó bị giảm xuống, thì bắt buộc cái người đó đó phải, cái tuyến giáp người đó phải tăng hoạt động để bắt được iốt nhiều hơn, để mà tạo ra nhiều mụn giáp hơn, thì khi đó cái kích thước tuyến giáp người đó cũng sẽ to. Thì trường hợp đó người ta gọi là bệnh bướu giáp do thiếu iốt. Và trường hợp đó nó to nhưng mà nó lại không đủ cái hormone giáp cho cơ thể hoạt động, cho nên mặc dù bệnh nhân bị suy tuyến giáp đó tại vì thiếu nguyên liệu để tổng hợp á, nhưng mà kích thước vẫn lớn. Mà nếu mà em chỉ đánh giá về mặt hình thể không á, em cũng thấy à siêu âm thấy bự quá, em đi cắt một phần của tuyến giáp cho nó nhỏ lại. Nhưng mà mình không có giải quyết cái nguyên nhân là thiếu iốt, mình không biết là cái người này đang bị thiếu hormone giáp, thì lúc này mình sẽ rơi vào cái tình trạng là em cắt đi như vậy thì bệnh nhân càng thiếu trầm trọng hơn nữa, thì cái kích thước tuyến giáp tiếp tục nó càng phát triển mà bệnh nhân lại càng bị suy giáp nhiều hơn nữa, thì TSH lúc đó càng cao hơn nữa. Cho nên mình lưu ý ha, đánh giá là phải đánh giá về mặt chức năng trước rồi sau đó mới đánh giá về mặt hình thể. Và mình sẽ lưu ý một cái vấn đề nữa là ví dụ như một cái người mà bị cắt cái tuyến giáp, ví dụ như cô nói người ta bị ung thư tuyến giáp đi, thì người ta sẽ phải cắt toàn bộ tuyến giáp chứ không, người ta không có dám cắt một phần đó ha, tại vì sợ cái tình trạng mà nó di căn.
cho nên hầu như ai bị ung thư tuyến giáp thì bác sĩ sẽ cắt toàn bộ tuyến giáp người đó bỏ đi. Và khi cắt toàn bộ tuyến giáp người đó bỏ đi, mặc dù tuyến giáp này là ung thư ha, nhưng mà trước khi mà người ta phẫu thuật thì nó vẫn tiết hồng giáp nằm ở giới hạn bình thường, nên mình đo mình sẽ thấy TSH bình thường, FT3, FT4 bình thường. Và nhưng mà tuyến giáp này là có cái tế bào ung thư cho nên cắt bỏ hết, cho nên sau 2-3 tuần gì đó em đo lại cái hồng giáp của người đó thì em thấy cái FT3, FT4 nó thấp. Em thấy FT3, FT4 nó thấp, rồi khi em đo cái TSH thì em thấy TSH nó lại bình thường. TSH nó lại bình thường. Thì nếu như em không có hỏi bệnh sử, tiền sử gì hết, em chỉ cắm đầu vô là thấy kết quả xét nghiệm rồi đọc, thì em sẽ rơi vào cái tình trạng giống như hồi nãy em mới đọc là T3, T4 nó giảm, TSH nó bình thường. Cái em nói vậy bệnh nhân này bị bệnh lý tại tuyến yên, tại vì tuyến yên nó không đáp ứng với cái tình trạng giảm hormone tuyến giáp. Nhưng mà mình lưu ý ha, cái hormone tuyến yên á, TSH á, nó sẽ đáp ứng chậm với sự thay đổi của hormone tuyến giáp. Ví dụ hormone tuyến giáp giảm thường từ 6 cho đến 8 tuần thì sau đó cái bắt đầu cái hormone tuyến yên nó mới thể hiện cái đáp ứng với cái sự giảm này. Cho nên với một cái người mà đã cắt tuyến giáp mới có 2-3 tuần gì đó, mình cắt mình đo thấy hormone tuyến giáp nó thấp mà mình thấy hormone tuyến yên còn bình thường, em nói bệnh lý tuyến yên là mình bị sai lầm ha. Trong trường hợp này thì sau một tháng nữa, tức là người ta tới với mình một tháng rồi, đợi thêm tháng nữa, tức là sau 8 tuần sau khi cắt tuyến giáp thì mình đo là TSH này, mình mới thấy TSH này bắt đầu nó mới tăng lên theo cái feedback bình thường, tại vì cái TSH này nó phản ứng chậm với sự thay đổi của T3, T4. Điều đó muốn nói lên cái gì? Tức là khi mấy em diễn giải một cái kết quả xét nghiệm, không phải mình chỉ chăm chăm nhìn vào cái con số mà nó thể hiện ở đây, mà mấy em phải coi lâm sàng của người ta tới với mình là cái gì nữa thì cái chẩn đoán nó mới chính xác. Cái xét nghiệm là để hỗ trợ vô cho cái chẩn đoán, chứ nó không phải là nó là cái quyết định chẩn đoán. Tức là khi mà mình chẩn đoán một cái bệnh lý, mình lăn tăn mình không biết nó là thuộc cái A hay cái B, thì lúc đó mình nhờ xét nghiệm để mình ủng hộ nó, cái nào phù hợp với cái A thì nó là A, phù hợp với cái B nó là B, chứ không phải nhìn vào kết quả xét nghiệm mà mình phán người này có bệnh hay không có bệnh ha. Nên đó là một cái điều lưu ý sau này mấy em đi học lâm sàng cũng vậy. Và cái sự mà hiểu được cái cơ chế feedback này sẽ giúp cho các em học được cái triệu chứng học rất là dễ dàng. Triệu chứng học thì mình sẽ có triệu chứng học về lâm sàng và triệu chứng học về cận lâm sàng. Lâm sàng là những cái gì mà người ta than phiền với mình mà mình khám, mình phát hiện ra, hoặc là người ta nói với mình ghi nhận được, thì đó là triệu chứng lâm sàng. Còn những cái gì mà mấy em phải nhờ vào xét nghiệm máu, siêu âm, chụp hình ha, thì mình mới phát hiện được cái bệnh lý đó, thì đó gọi là cận lâm sàng. Và hai cái đó nó phối hợp với nhau chứ không có quyết định là luôn luôn. Thì cận lâm sàng không phải là cái thằng quyết định 100% được hết, nếu mà người mình không có các tình sử gì hết nha. Rồi, mình đi tới một cái ví dụ tiếp theo ha. Một bệnh nhân bị suy tuyến giáp do cắt bán phần tuyến giáp, tức là cắt phần nửa đó, thì xét nghiệm máu ngoại vi có 1, 2, 3, 4 đáp án này, thì mình chọn đáp án nào? Rồi, mấy em chọn đi ha. Diễm là câu A. Rồi, cô mời các bạn tiếp theo. Bạn chọn đáp án nào bạn? Cô là chọn câu A. Chọn A. Tại sao chọn câu A bạn? Tại vì em nghĩ là chức năng của nó sẽ giảm. Chức năng ở tại tuyến giáp giảm thì ST4 giảm thì ST áp thì nó ngược lại nó tăng lên. Vậy tại sao mình không chọn đáp án D vậy? Là... em không nghĩ tới cái kia. ST4, ST3 giảm, cái rồi cũng sẽ tăng hoạt động của TRH. Cái yên cũng sẽ kích thích từ cái đồi, cho nên cái yên cũng sẽ tăng sản xuất tế sắt. Vậy tại sao mình không chọn đáp án D? Cô chỉ em thêm đi con. Thì nếu như bạn thì bạn có thay đổi các sản phẩm nó phù hợp hơn không?
cô nói lại giùm em ơi, tại bên em nó lúc nghe nó lúc không á cô. Bây giờ á bị cắt thành cái tiếng giáp rồi cho nên bị suy tiếng giáp. Nghe thì em muốn nó luôn luôn thấp rồi ha. Như vậy dạ. Thì theo cái chế khi mà em muốn thấp thì nghe là mắt sẽ tăng lên, nghe sắc nó cũng phải tăng lên. Thì cái dạ. Thì cái câu nghe là cái câu. Vậy câu D nó phù hợp hơn. Vậy bạn sẽ chọn đáp án nào? Vậy câu D. Đáp án D. Rồi cô cảm ơn bạn. Cô mời bạn ha. Tiếp con có là A. Không mời con giải thích sao chọn A. Dạ cô em nghĩ là A, tại vì bệnh nhân này là do cắt một phần tuyến giáp rồi nên là cái tuyến yên nó tiết ra cái TH vẫn tiết ra TH, vẫn tiết ra TH làm TH vẫn còn tăng, và một phần tuyến giáp đó làm cho F4 giảm ạ. Nhưng mà khi test lên thì cục dưới đồi nó sẽ thấy là T3, T4 giảm thì nó cũng sẽ tăng TRH chứ. Dạ. Vậy tại sao không phải là đáp án B? Vậy là vẫn tăng... tăng tay rồi hát luôn. Dạ, vậy em chọn câu D. Vậy là đổi đáp án D. Rồi cô mời bạn dạ. Nào bạn muốn phát biểu thì mình cứ phát biểu đi, tại cô không quan sát hết được tất cả các bạn trên màn hình đâu. Thưa cô là câu A, cô bị câu D là TRH mình không có xét nghiệm được trong máu ngoại vi cô. Cái cơ chế tất cả các bạn đều giải thích đúng ha, nhưng mà cái câu này cô nói là xét nghiệm máu ngoại vi nha. Cho nên rút máu ngoại vi thì không bao giờ mình đo được hóc môn vùng dưới đồi, tại hóc môn vùng dưới đồi, vùng dưới đồi nó rất là ngắn, nó đi một cái đoạn xuống chút xíu này, xuống cái cuốn tuyến yên nằm đây nè, nó đổ vào cái hệ thống cửa yên ở đây, cho nên là mình rút máu tay chân làm gì mấy bạn đo được máu cái hóc môn ở vùng dưới đồi được nhé. Cho nên mình lưu ý tất cả các hóc môn ở vùng dưới đồi mình không có đo được trong máu ngoại vi, tại vì nó đổ xuống đây nè, cho nên mình lưu ý mình chỉ đo được cái hóc môn từ tuyến yên thôi. Còn cái này mình phải xuyên sọ mình mới có lấy được á nha. Cho nên người ta sẽ đánh giá thông qua vùng dưới đồi, thông qua cái bệnh lý từ tuyến yên này nè. Tại vì vùng dưới đồi tuyến yên nó đóng chung một cái vai trò là chỉ huy hết những cái thằng tuyến nội tiết bên dưới ha. Cho nên nhờ vậy mình ta đánh giá thông qua tuyến yên này. Nếu mà tuyến yên có bất thường thì người ta sẽ cho em ra hay CT gì đó. Thì khi mình khảo sát tuyến yên thì mình sẽ thấy được cái tổn thương vùng dưới đồi nếu có luôn nha. Nên các bạn lưu ý ha. Rồi cái phần tuyến giáp các bạn có thắc mắc cái gì nữa không? Rồi mình đi tiếp ha. Ở bên cạnh cái nang của tuyến giáp, tức là nó vẫn thuộc về tuyến giáp nha, thì có những cái nhóm tế bào nằm cận đó là tế bào cận nang. Tế bào cận nang này tiết ra cái hóc môn là calcitonin. Calcitonin này có tác dụng là làm giảm nồng độ canxi ở trong máu mình xuống, bằng cách là nó đi tới thận á, nó yêu cầu thận là thải canxi ra ngoài bớt, thì như vậy nồng độ canxi trong máu sẽ giảm. Các bạn nào ý kiến hả? Diễm có ý kiến gì không bạn? Không ai, cô hồi nãy lúc nãy cô ơi. Rồi, cái tác động ở trên xương thì nó cũng sẽ làm giảm nồng độ canxi bằng cách là nó sẽ ức chế quá trình tiêu xương và nó tăng cái quá trình tạo xương. Mình biết cái xương mình lúc nào nó cũng diễn ra hai quá trình song song là quá trình tiêu xương và quá trình tạo xương bởi con quỷ cốt bào và con tạo cốt bào. Cho nên là cái thằng acetonin này nó làm cho tăng tạo xương, mà nếu tăng tạo xương thì bắt buộc nó phải lấy canxi làm nguyên liệu để mà đắp vào trong xương, và nó không có tiêu xương thì cũng sẽ không mang cái canxi từ trong xương ra ngoài máu được, do vậy mà nồng độ canxi trong máu mình sẽ giảm xuống. Cho nên cái thằng này nó góp phần điều hòa nồng độ canxi trong máu. Mấy em sẽ thấy rõ cái cơ chế này trong cái chuyện mà trong ba cơ chế điều hòa của hoạt động tuyến nội tiết hỏi mình học á, thì mình có là một là đầu tiên là dưới đồi và tuyến yên là trung tâm điều hòa. Cái thứ hai là nội mô mà nó điều tiết á. Ở đây rõ ràng hóc môn calcitonin nó giúp điều hòa nồng độ canxi, nhưng ngược lại cái nồng độ canxi nó cũng giúp quyết định là tăng hay là giảm tiết cái hóc môn này.
Cái calcitonin chỉ được tiết ra khi nồng độ canxi máu tăng, và ngược lại khi nồng độ canxi máu giảm thì nó sẽ ức chế không tiết cái calcitonin này nha. Rồi, mình đi đến một cái bài tiếp theo, đó là